Chào mừng quý vị quay trở lại với phần 2 của tạp chí Kinh tế cuối tuần được phát sóng trên kênh HTV9 của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, nhiều vụ cháy chợ, trung tâm thương mại trong thời gian gần đây đã khiến các tiểu thương mất trắng hàng tỷ đồng do không mua bảo hiểm cháy nổ cho hàng hóa. Theo khảo sát của FBNC tại một số chợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, hầu hết các tiểu thương đều mơ hồ hoặc không quan tâm tới loại bảo hiểm này. Trên thực tế thì không chỉ tiểu thương ngại mua mà cả doanh nghiệp bảo hiểm cũng ngại bán. Chợ Tân Mỹ, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh có 560 tiểu thương thì chỉ hơn 40 hộ mua bảo hiểm cháy nổ cho hàng hóa của mình. Các hộ còn lại đều không mặn mà với loại bảo hiểm này. Lý do được tiểu thương đưa ra là thủ tục mua bảo hiểm rất rắc rối. Theo ông Võ Văn Hiếu, tổ phó ngành hàng chợ Tân Mỹ, nếu tiểu thương mua mức bảo hiểm từ 100 đến 300 triệu trên một năm thì công ty bảo hiểm chỉ kiểm tra đơn giản. Còn trên mức này, công ty bảo hiểm sẽ đến tận cửa hàng để kiểm tra và yêu cầu tiểu thương cung cấp hóa đơn, chứng từ nhập xuất hàng. Không chỉ vậy, việc buôn bán ngày càng ế ẩm cũng khiến nhiều tiểu thương không muốn chi tiền cho bảo hiểm. Cửa hàng bán dép của chị Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh khá vắng vẻ. Chị Quỳnh cho hay, mỗi ngày chỉ bán được vài đôi, có ngày không bán được đôi nào. Thời gian này đang trong thời gian ế ẩm mấy này hả, mình cũng muốn có nhu cầu để hả mua bảo hiểm lắm, nhưng mà bán nói chung là bán ế, không có điều kiện để mua. Em cũng nghĩ là ít, chắc cái trường hợp mà cháy chợ chắc cũng ít lắm. Cũng theo suy nghĩ của một số tiểu thương tại chợ Tân Mỹ cho rằng xác suất cháy chợ là rất thấp nên cũng không mặn mà với loại bảo hiểm này lắm. Chưa có mua. Chị cảm thấy ở chợ này xác suất chất nổ rất là thấp. Thấy ở đây cũng chắc chắn, cũng như là kiểm tra về điện đốm rồi cũng rất là kỹ, bảo vệ ở đây cũng rất là kỹ, thành ra chị cũng yên tâm. Ban quản lý chợ Tân Mỹ cho biết, quản lý chợ chỉ có trách nhiệm mua phần tài sản chung như lòng chợ, công trình xây dựng, còn hàng hóa thì mỗi tiểu thương phải tự mua. Chuyện này đó thì nó đúng ra công việc của ban quản lý cũng rất nhiều, không có người để mà lo cái đảm trách về vấn đề mà mua bảo hiểm cho tiểu thương, mà chỉ có giới thiệu các cái công ty bảo hiểm trực tiếp là mua coi như xuống đây để làm việc là bán cái bảo hiểm cho tiểu thương. Tôi nói cụ thể nhất là mấy năm trước tôi giới thiệu cho công ty 3A đó, họ xuống họ làm thì cũng chưa được tốt lắm. Bởi vì tôi thấy làm là tiểu thương người ta cũng chưa có cái gì đó mà người ta tin tưởng lắm. Không chỉ tiểu thương ngại mua mà công ty bảo hiểm cũng ngại bán. Theo một đại diện của công ty cổ phần bảo hiểm Bảo Minh, hiện nay Bộ Tài chính quy định tiểu thương phải có đầy đủ bản kê khai hóa đơn bán hàng, nhập hàng, hàng tồn kho thì công ty mới được bán bảo hiểm cháy nổ. Tuy nhiên, đa số tiểu thương không đáp ứng yêu cầu trên. Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp cũng gặp trở ngại tương tự khi tiếp thị gói bảo hiểm đến các chợ. Nhà 130 đấy thì yêu cầu và những người được bảo hiểm đấy thì cũng phải xuất trình cái sổ sách chứng từ để chứng minh cái tài sản đây mình tham gia bảo hiểm. Thì thực tế thì đối với các hộ kinh doanh thì hiện nay là về cái sổ sách thì gần như là họ không xuất trình được. Họ không có theo dõi, có sổ sách để theo dõi hàng nhập vào, hàng xuất ra cũng như là ghi chép hàng ngày đến cái cơ sở để chứng minh cái tài sản gọi tham gia bảo hiểm và cũng là cái cơ sở để bảo hiểm sau này để xem xét để có thể chi trả. Ông Quách Tá Khang cho biết thêm, phí bảo hiểm tương đối thấp so với mức độ rủi ro cháy nổ tại các chợ hiện nay cũng khiến doanh nghiệp khá e ngại bán sản phẩm này. Theo thống kê của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, cả nước hiện đang có khoảng 3.000 chợ và trung tâm thương mại. Trong đó, 90% trong số này chưa được thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy. Trung bình mỗi năm xảy ra 20 vụ, số vụ cháy càng ngày càng gia tăng. Mỗi vụ cháy xảy ra, các tiểu thương hầu như mất trắng hàng trăm triệu đồng cho phần hàng hóa của mình. Trước khi xây dựng được những khu chợ hiện đại mới với hệ thống phòng cháy chữa cháy an toàn, việc đầu tư một khoản tiền cho bảo hiểm được xem là cách tốt nhất để tiểu thương tự bảo vệ quyền lợi của mình nếu sự cố xảy ra trong thời điểm hiện tại. Và những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại phần 2 của tạp chí Kinh tế cuối tuần. Mời quý vị giải lao trong ít phút trước khi quay trở lại phần cuối với những nội dung đáng chú ý khác.